Vâng ừ, và bây giờ là thời lượng dành cho những thông tin nổi bật được báo chí đăng tải trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi sẽ được điểm qua. Trên chuyên trang vấn đề hôm nay của báo tuổi trẻ đã dành hẳn hai trang viết cho cuộc phỏng vấn với tân bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chia sẻ, ngành du lịch Việt Nam có thời điểm đã có đóng góp 10%, nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến cho du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy vậy, Việt Nam đang là điểm sáng về công tác phòng chống dịch, nên hy vọng là chúng ta sẽ dần dần mở cửa trở lại thị trường quốc tế, cân đối lại các sản phẩm du lịch, cân đối thị trường khách và giúp ngành du lịch sớm được hồi phục. Và trước mắt vẫn phải lấy du lịch trong nước làm hướng phục hồi chính. Và trả lời cho câu hỏi liên quan đến hộ chiếu vaccine hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng quan điểm của Bộ vẫn đạt ưu tiên số 1, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Xu hướng mở cửa là điều tất yếu, nếu không nghiên cứu thì chúng ta sẽ chậm chân. Xong không phải vì nhanh mà đón tất cả khách vào để dẫn đến nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cùng với sự thay đổi của chính sách về tuổi hưu đã khiến cho tình trạng nhận bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng ngày càng tăng cao. Nhóm phóng viên của báo Lao động báo Người lao động đã có bài phản ánh hiện tượng này trên trang 8 và trang 9 của số báo ra sáng nay và chúng tôi xin được trích đọc cùng quý vị. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong giai đoạn 2014-2020, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết chi trả cho khoảng 4,5 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Bình quân mỗi năm có hơn 600.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tương đương với số người tham gia mới hàng năm. Đặc biệt, ở một số địa phương có đông lao động, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số người đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng cao. Chẳng hạn, tại thành phố Hồ Chí Minh nếu như năm 2019, bảo hiểm xã hội thành phố giải quyết 96.399 hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì năm 2020 đã giải quyết cho 111.742 người hưởng, tăng 15.343 người và đáng lưu ý là người có số năm đóng bảo hiểm xã hội trên 10 năm, đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngày càng nhiều và độ tuổi cũng được trẻ hóa. Thưa quý vị, chỉ cần mua một thiết bị giúp tiết kiệm điện Electricity 7 Box với giá vài trăm ngàn đồng thì sẽ giảm được 30 đến 40% tiền điện mỗi tháng, dùng càng nhiều càng tiết kiệm tiền. Đó chính là những lời quảng cáo đường mật mà cứ đến mùa nắng nóng là cứ được xuất hiện rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Nhưng mà các chuyên gia về điện thì khẳng định chưa có một cơ quan nào công nhận và không hề có thiết bị nào thần thánh đến thế. Thậm chí việc sử dụng thiết bị này có thể dẫn đến là tiền mất tật mang. Bài viết trên trang 8 của báo Tuổi Trẻ khẳng định việc sử dụng điện mùa nắng nóng tiết kiệm là sử dụng hợp lý và thông minh. Bài viết này chia sẻ thay vì tin vào những thiết bị tiết kiệm điện trôi nổi trên thị trường mạng, người dân nên đầu tư vào việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện chính hãng. Việc áp dụng các giải pháp thông minh tổng thể toàn diện các thiết bị tiết kiệm điện trong doanh nghiệp, cơ quan văn phòng hay các tòa nhà có thể giúp tiết kiệm điện một cách đáng kể. Một giải pháp tiết kiệm điện thông minh nữa là khai thác tối ưu nguồn ánh sáng tự nhiên linh hoạt, điều chỉnh độ sáng đèn theo điều kiện ánh sáng tự nhiên tùy vào từng thời điểm. Bên cạnh đó cũng cần phải nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm bằng các giải pháp mà các cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện đã khuyến cáo như là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, dùng các thiết bị tiêu thụ ít điện năng được gắn nhãn tiết kiệm năng lượng do Bộ Công thương kiểm định. Thưa quý vị và các bạn, ngân hàng hiện nay đang siết chặt dòng tiền đánh bạc, tiền ảo và đầu tư ngoại hối cũng như đầu tư vào vàng Forex. Nếu chặn được dòng tiền ra vào quá dễ dàng như hiện nay, thì các hoạt động đầu tư phi pháp gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội này chắc chắn sẽ bị co cụm lại. Đây là một phần nội dung được đăng tải trên báo Thanh Niên, trang 2 và trang 3 với tựa đề chặn tiền đánh bạc Forex tiền ảo. Và thưa quý vị, cụ thể thì theo bài báo này cũng đã đưa ra những việc nhìn nhận về việc quản lý giao dịch tiền ảo hiện nay. Tiến sĩ Cấn Văn Lực là chuyên gia tài chính ngân hàng cho hay không có thống kê nào cho thấy tỷ lệ những nhà đầu tư tham gia vào các sàn Forex bao nhiêu giao dịch qua ngân hàng. Ông cho rằng có thể đó chỉ là tỷ lệ nhỏ, vì nhiều người không muốn để lại dấu vết mà cơ quan quản lý có thể dễ dàng theo dõi và phát hiện. Vì nếu chuyển khoản hay thanh toán bằng thẻ tín dụng thì bản thân các ngân hàng sẽ tuân thủ quy định, báo cáo cho ngân hàng nhà nước các giao dịch lớn đáng ngờ. Trong khi đó nếu các giao dịch thông qua những ví điện tử quốc tế và đây là cách làm phổ biến để giao dịch trên thị trường tiền ảo thì các ngân hàng trong nước không thể ngăn chặn được. Vì vậy chỉ có cách tăng cường cảnh báo các rủi ro mất tiền sẽ xảy ra khi các nhà đầu tư tham gia vào các hoạt động giao dịch như trên đưa ra những sàn có dấu hiệu lừa đảo để nhà đầu tư không chạy theo những lời dụ dỗ. Thưa quý vị, giải quyết tình trạng xả rác bừa bãi cũng nhằm nâng cao ý thức của người dân, nhiều đơn vị chức năng cho rằng việc triển khai xử phạt hành vi xả rác qua phương tiện camera là phương án khả thi để có thể giải quyết tình trạng này. Trên báo Lao động ở trang 1 và trang 2 thì có bài viết dùng camera trị nạn xả rác bừa bãi, cho biết sau một thời gian thí điểm việc lắp camera đã mang lại những hiệu quả bước đầu. Các chuyên gia, các chuyên gia cũng cho rằng đây là phương án khả thi và cần có một cơ chế khuyến khích người dân sử dụng các thiết bị thông minh để chụp ảnh quay phim nhằm phát hiện những hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường và báo cho cơ quan chức năng. Đồng thời cũng lắp đặt thêm camera tại những điểm cố định, những khu vực thường xuyên bị xả rác để giám sát. Tăng cường hơn nữa cơ chế phạt ngồi hành vi xả rác, xả rác thải tùy tiện và cho phép trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh ở các khu vực dân cư, các tuyến đường để làm chứng cứ xử phạt đồng thời các cơ quan chức năng địa phương cần tiếp tục trang bị đầy đủ thùng rác công cộng nhà vệ sinh công cộng cho người dân sử dụng Và thưa quý vị, đến với thủ đô Hà Nội thì hiện nay đối với việc mà các sở ngành Hà Nội đang triển khai thêm 8 tuyến BRT mới, nhiều ý kiến cho rằng cần phải đánh giá kỹ về hiệu quả của xe buýt BRT tạm dừng việc mở rộng. Và báo Tiền Phong cũng đã đưa ra những phản ánh về ý kiến này trên trang 4 với tựa đề Bít nhanh sau 4 năm vận hành vỡ trận. Xin được trích đọc cùng quý vị. Trung tâm Quản lý Giao thông Đô thị Hà Nội cho biết, qua thực tế 4 năm hoạt động, Bit brt cũng đang gặp nhiều khó khăn và hạn chế như trong quá trình vận hành tình trạng phương tiện hỗn hợp lớn làng chạy vào làng đường dành riêng cho xe brt vẫn diễn ra phổ biến để xe buýt brt cải thiện khả năng phục vụ thì quản lý giao thông đô thị hà nội cho rằng cần phân định rõ ràng làng đường ưu tiên đề nghị sở giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan cần tích hợp hệ thống camera đèn tín hiệu trên tuyến với trung tâm đèn của công an thành phố để có thể xử phạt nguội theo quy hoạch, thì sau tuyến buýt số 1, từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030, Hà Nội sẽ phát triển thêm 8 tuyến buýt BRT. Các chuyên gia cho rằng, phát triển nhân rộng bất kỳ một lĩnh vực loại hình nào, thì sau một thời gian vận hành thử nghiệm, cần có những đánh giá và tổng kết, rút ra những ưu nhược điểm, từ đó mới có cơ sở để triển khai các tuyến mới. Đạt được nội dung này, thì sau đó mới nên nghĩ đến việc mở những tuyến mới. Thưa quý vị, trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn của thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đang phổ biến tình trạng xe tải tự cải tạo nâng cao nâng chiều cao thùng xe để có thể chở quá tải. Và câu hỏi đặt ra trước tình trạng này là các trung tâm đăng kiểm có làm ngơ cho phương tiện vào đăng kiểm định kỳ hay không? Báo Giao thông có bài viết nhan nhãn xe tàng hình đăng kiểm chạy quá tải trên trang 4 cho biết là những ngày đầu tháng 4 của năm 2021 này, tuyến quốc lộ 21 từ cầu vượt Đại lộ Thăng Long đến thị xã Sơn Tây Hà Nội, quốc lộ 32 qua địa bàn huyện Phúc Thọ, khu vực hai phía đầu cầu Vĩnh Thịnh nối thị xã Sơn Tây và Vĩnh Tường Vĩnh Phúc, nhan nhãn các xe tải có trọng lượng lớn, loại bốn trục và có thùng hàng cao trên dưới 2 mét lưu thông cả ngày lẫn đêm. Các xe chủ yếu chở cát, sỏi, vật liệu xây dựng, thang cao có ngọn. Khi chọn ngẫu nhiên gần chục xe, trong số các xe phóng viên theo dõi và đối chiếu với hình ảnh dữ liệu được lưu trữ tại các trung tâm đăng kiểm, cấp chứng nhận kiểm định lần gần nhất cho thấy, xe nào khi vào đăng kiểm cũng chỉ có thùng xe thấp đúng như thiết kế. Lãnh đạo của một trung tâm đăng kiểm cho biết hầu hết các trường hợp xe tải hoạt động trên đường có thùng cao hơn nhiều so với chứng nhận đăng kiểm đều do chủ phương tiện tự cơi nới thay đổi để chở quá tải. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 2 tháng nữa thì quy định về việc lắp mặt camera cho xe khách cũng như xe container và xe đầu kéo sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên, do kỳ quệ bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng mới đây đã đưa ra những kiến nghị lùi thời điểm áp dụng về công tác này. Và trên báo diễn đàn doanh nghiệp trang 13 đã có bài viết với tựa đề Quy định lắp đặt camera giám sát, cái khó bó công nghệ. Trích đăng ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng cho biết, lý do kiến nghị chính là do chi phí lắp đặt camera hoàn thiện để truyền dữ liệu về tổng cục đường bộ theo luật quá cao. Hiện chi phí đối với xe tải trung bình là 5 triệu trên một mắt, xe khách khoảng 8 đến 10 triệu trên hai mắt, chưa kể trả tiền nhà mạng hàng tháng. Nếu các doanh nghiệp lắp hết theo luật quy định, chi phí có thể thiệt hại lên đến hơn 3.000 tỷ đồng. Trong khi bối cảnh của dịch Covid-19 như hiện nay đang có những diễn biến phức tạp và khó khăn, thì đây là một con số quá lớn. Do vậy, Hiệp hội Vận tải Hải phòng kiến nghị, chính phủ và các bộ ngành có liên quan tạm dừng hoặc lùi thời gian lắp đặt camera trên phương tiện để giảm bớt những khó khăn về tài chính cho các doanh nghiệp. Vâng, vừa rồi chúng tôi đã điểm qua rất nhiều những thông tin nổi bật trên báo chí số ra ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc chi tiết hoặc có thể là theo dõi lại nội dung trên kênh youtube của kênh VTC9.